Chào các bạn. Các bạn có biết cách nào để mà chèn cái giọng nói của chị Google vào trong cái video của mình đơn giản và nhanh nhất không? Mình biết cách này, đơn giản và rất là nhanh luôn. Chia sẻ cùng các bạn nha. Đầu tiên á thì các bạn muốn chỉnh sửa video đơn giản nhất, các bạn hãy tải cái app YouCut này. Cái app YouCut này nè các bạn. Đó. Mình tải sẵn rồi đây. Và các bạn tải cái app Cốc Cốc nữa nha. Thì tải hai app này các bạn cứ vào cửa hàng lấy tải đơn giản lắm, không có gì khó. Đó, thì để chỉnh sửa video các bạn vào cái YouCode này nè. YouCode là ứng dụng chỉnh sửa video đơn giản nhất theo mình biết nha. Đó thì các bạn bấm chọn dự án mới. Rồi sau đó là các bạn chọn một video, mình ví dụ mình chọn video của mình đi, đó ha. Sau đó bấm mũi tên nè thì nó sẽ ra cái giao diện chỉnh sửa trên cái app YouCode. Mình thấy cái app YouCode này mình xài rất là lâu rồi nhưng mà ứng dụng nó có đầy đủ các chức năng luôn nha các bạn. Đó. Thì ở đây mình ví dụ một cái video mình đang chọn đây nè. Rồi, thì bây giờ mình muốn chèn cái giọng nói của chị Google vào trong những cái phân đoạn của video này. Thì mình sẽ vào cái Cốc Cốc nha. Cốc Cốc thì lúc nãy mình cũng đã tải về rồi nè. Mình bấm vào đây. Sau đó thì các bạn bấm vào chỗ tìm kiếm và các bạn tìm kiếm từ là show up nha, show up test. Show up test.com nha. Đó, show up test.com. Rồi. Nó sẽ ra cái giao diện trang web của show up test ha. Sau đó thì các bạn kéo xuống nè. Các bạn sẽ thấy cái dòng chữ ở đây, bấm chữ để mà mình điền văn bản á. Còn dưới này á, thì nó hiện tại đang là tiếng Anh thì các bạn chọn qua tiếng Việt ha. Các bạn bấm vào và các bạn kéo xuống, nó sẽ có cái tiếng Việt là Vietnamese nè. Đó, sau khi đã chọn Vietnamese rồi thì các bạn bấm trên này nơi mà các bạn cần nhập cái văn bản á, để mà chị Google chỉ nói đó. Thì theo như cái lúc nãy cái video này mình chọn nè, thì bây giờ là mình chọn cái video này là cái video mà mình làm mẫu cho các bạn xem. Thì mình sẽ nói một đoạn và chị Google nói một đoạn ha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái show up. Sau đó mình nhập cái văn bản. Rồi. Bây giờ mình nhập gì ta? Rồi mình ví dụ đi, ví dụ là mình hỏi chị Google đi là này chị, sao ngồi buồn vậy? Đó là câu hỏi của mình ha. Rồi bây giờ là tới chị Google chị trả lời nè. Rồi hỏi chị trả lời nha. Mình nhập cái câu trả lời của chị để mà ghép vô trong cái video đó cùng với cái câu hỏi của mình ha. Rồi câu trả lời là muốn biết không, muốn biết không, hỏi đi. Mình không thấy được cái màn hình nên bấm tùm lum. Hỏi đi, chị nói cho nghe. Đó, đây là câu trả lời của chị Google ha. Muốn biết không, hỏi đi, chị nói cho nghe. Rồi sau khi mình nhập cái văn bản đó xong rồi đó thì mình bấm cái dòng này ha, submit nè. Rồi thì các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy cái dòng dịch, cái dòng âm thanh của cái văn bản mà các bạn vừa nhập đó, nó hiển thị ở đây ha. Rồi như vậy thì mình bấm play mình nghe lại nè. Muốn biết không, hỏi đi, chị nói cho nghe. Đó, để mình mở âm lượng lớn tí nghe lại ha. Muốn biết không, hỏi đi, chị nói cho nghe. Đó, như vậy là cái dòng văn bản mình nhập và cái giọng nói của chị Google nó ok rồi thì mình bấm tải về nha. Bấm download nè. Đó, thì các bạn thấy trên đây nó đã để là đã tải xong một tập xuống nè, thấy không? Rồi. Bây giờ á mình sẽ qua lại cái YouCode ha. Đó, mình qua lại cái YouCode. Thì khi mà cái tập tin hồi nãy tải về á sẽ nó đã nằm ở trong cái máy của mình rồi. Đây. Để mình kéo xuống cho. Đây. Cái tập tin hồi nãy tải về nè, nó nằm trong máy của mình rồi ha. Thì các bạn cứ yên tâm, nó đã lưu trong máy rồi. Thì mình sẽ vào trong cái ứng dụng file của mình nè. Đó. Cái file của mình nè. Đó, thì cái ứng dụng cái âm thanh hồi nãy tải về nó nằm ở đây nha. Rồi thì tải về lưu trong máy thì các bạn khỏi phải bận tâm, thì các bạn chỉ cần vô cái ứng dụng chỉnh sửa video vô kết lại ha. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vô cái phần âm nhạc ha. Đây. Các bạn thấy chữ âm nhạc này không? Bấm vô. Rồi. Sau đó là các bạn chọn nhạc của tôi nha. Rồi. Sau đó là các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng chữ là muốn biết không, hỏi đi, chị nói cho nghe nè. Đó. Thì chính cái dòng chữ này là hồi nãy mình nhập vô cái trang web của chị Google mình tải về đó. Thì bây giờ mình bấm vô đây mình chọn nó. Đó. Không, hỏi đi, chị nói cho nghe. Rồi, sau đó là mình chọn rồi ha. Mình bấm ok. Đó.
Thì các bạn đã thấy là cái âm thanh mình vừa chọn nó nằm ở đây ha. Rồi bây giờ mình có thể nghe lại nè. Muốn biết không? Hỏi đi chị nói cho nghe. Đó. Thì bây giờ cái âm thanh này mình có thể dời nó đi bất cứ cái đoạn nào ha. Đó, giờ qua đây cũng được, giờ qua đây cũng được. Thì dời tới đâu á tùy theo. Chẳng hạn như cái đoạn này mình nói trước cái chị đó. Mình nói trước chị Google thì mới tới chị Google chỉ nói. Giờ mình nói trước chị Google tới đây thì tới chị Google chỉ nói thì mình đặt ngay đây. Đó. Sau đó là mình nói tiếp ha. Rồi tới đoạn này thì chị Google chỉ nói. Đó, là mình đang ví dụ cho các bạn xem như vậy ha. Rồi tới đoạn của chị Google chỉ nói thì bắt đầu mình qua bên đây. Tiếp tục nhập văn bản cho cái chị Google chỉ nói cái lời thoại tiếp theo ha. Đó. Rồi, thì tiếp theo lời thoại của mình là mình sẽ nói là thì mới hỏi rồi đó. Rồi, thì chị Google sẽ nói một mình ví dụ nha. Hỏi thì phải có văn có thơ chứ. Có văn có thơ chút chứ. Chứ em ha. Rồi. Rồi xong đó, mình bấm vô submit nè. Rồi mình kéo xuống. Sau khi bấm submit mình kéo xuống mình sẽ thấy cái dòng sâu nè, âm thanh ha. Rồi cái dòng mình vừa nhập ha, nghe lại nha. Rồi. Sao không nghe được rồi? Không sao. Mình cứ bấm download đi. Đó. Tức là đang tải về. Đang tải về nè các bạn, nó đang chạy nè. Hỏi thì phải có văn có thơ chút chứ em. Đó, các bạn nghe được không? Và tập tin đã tải xuống nè. Rồi, ok. Rồi, mình trở về ha, mở qua bên cái view kết nè. Đó. Sau đó là các bạn thấy cái dòng view kết nó có rất là nhiều cái ứng dụng chỉnh sửa nó rất là hay và đơn giản lắm. Đó. Sau đó các bạn bấm vô âm nhạc ha. Rồi, các bạn thấy cái dòng hồi nãy mới vừa nhập ha, rồi các bạn chọn cái dòng đó. Hỏi thì phải có văn có thơ chút chứ em. Rồi, sau đó là các bạn bấm chữ dừng ha, dùng ha. Rồi sau khi mà bấm dùng rồi nó sẽ có trên view kết nè, trên cái ứng dụng chỉnh sửa video rồi nè. Đó, rồi các bạn muốn đặt nó nằm ở đâu thì đặt ha. Và các bạn cũng có thể chọn âm lượng cho nó nè. Lớn nhỏ 100 ha, 150, Hỏi 200 để có văn có thơ ha. chút chứ em. Đó. Em. Cho 100 là đủ ha. Hỏi thì phải có văn có thơ chút. Rồi, rồi tới mình. Thì như vậy đó, ý mình là như thế nào? Mình tạo một cái đoạn hội thoại đó giữa mình với chị Google. Đầu tiên là mình nói nè, cái đoạn trống này là mình nói nè. Thì mình nói là mình sẽ dùng cái hiệu ứng ghi hình ha, bấm vô cái chữ ghi hình. Đó. Thì mình bấm chữ ghi hình rồi mình sẽ nói rồi nó tự động nó ghi ha. Rồi ở đây mình làm ví dụ cho các bạn xem. Thì mình chưa có lưu cái giọng nói của mình vô, chút xíu mình nữa mình sẽ là cho các bạn xem cái clip đã hoàn thành ha. Rồi, tới giọng của chị Google là ở đây. Sau đó là tới giọng của mình ha. Tiếp theo là giọng của chị Google. Đó, có như cứ như thế các bạn tạo cho cái video của các bạn có cái cuộc hội thoại ha. Rồi, tùy theo cái nội dung video mà mình tạo cái giọng nói của chị Google. Có thể là một mình chị Google hoặc là bạn hội thoại cùng chị Google ha. Hoặc là những cái video nó có cái nội dung gì đó thì cứ làm theo cái nội dung đó. Còn đây là mình ví dụ một cái video của mình ha. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong rồi chỉnh sửa các kiểu rồi đó. Các bạn thấy ok hết rồi thì các bạn bấm lưu ha. Rồi. Nói tóm lại á là để chèn giọng nói của chị Google vào cái video của mình thì các bạn dùng cái ứng dụng chỉnh sửa video nào cũng được, YouCut hoặc là CapCut, nhưng mà mình thấy YouCut là hay hay hơn nhiều nha. CapCut thì nó thịnh hành thiệt nhưng mà nó hơi bị phức tạp, còn YouCut này rất là đơn giản luôn nha các bạn. Mình xài YouCut này không à. Đó, thì đơn giản nhưng mà nó đầy đủ chức năng nha, nó không thiếu thứ gì cũng như CapCut vậy đó. Rồi sau đó là cái ứng dụng Cốc Cốc, các bạn tải ứng dụng Cốc Cốc về nè. Thì trên cái ứng dụng Cốc Cốc này nó sẽ như nãy mình nói đó, nhập cái từ show up test cho ha. Rồi các bạn xem kỹ ở đoạn đầu thì các bạn sẽ nắm được ha, rất là đơn giản luôn chứ không phải như những cái kiểu mà chèn giọng nói của chị Google bằng những cái cách kia nó rất là phức tạp, mà nó gườm gà lắm, chứ không phải là khó nhưng mà nó gườm gà thôi chứ không phải là mình nói là khó. Cái này thì nó đơn giản nhiều lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lại cái ứng dụng mà mình đã làm hoàn thiện cho các bạn xem ha. Rồi đây đây là ứng dụng mà mình đã làm hoàn thiện nè. Giờ để mình mở ra toàn màn hình cho các bạn xem cho nó dễ ha. Xem cái chất lượng của cái cuộc hội thoại mình tạo nó có ok hay là không ha. Này chị gái, sao ngồi buồn vậy?
Muốn biết không? Hỏi đi chị kể cho nghe. Thì vừa hỏi rồi đó. Hỏi cũng phải có văn có thơ chút chứ em. Văn thơ đồ hen. Vậy nghe hỏi lại nè. Trời buồn trời đổ cơn mưa. Sao em ngồi đó từ trưa tới giờ? Ừ thì, trời buồn trời đổ cơn mưa, mất tiền em khóc từ trưa tới giờ. What?